tác lúa, bón phân mấy lần trong vụ là hợp lý. Nội dung cụ thể sẽ được Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phùng hướng dẫn chi tiết. Kính thưa bà con nông dân và quý khán giả, là chúng tôi đang đứng trước cái thửa ruộng ở Tiểu Cần, Trà Vinh trong cái vụ đông xuân 2020-2021. Lúa rất là đẹp, ở trong cái giai đoạn là cuối để nhánh thương hiệu đang chuyển màu và chuẩn bị sang giai đoạn là chuẩn bị bón phân cộng đồng. Và chúng tôi hướng dẫn bà con nông dân là trong vụ lúa thì nên bón bao nhiêu phân, bao nhiêu lần phân là nó hợp lý cho lúa ở đồng bằng sông Long. Thì thưa với bà con là trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu, đất đồng bằng sông Long thì nó nghèo lân và đất đồng bằng sông Long là nó bị hạn mặn nữa. Thành ra chúng tôi khuyến cáo là có 4 lần bón phân. Lần thứ nhất là cái lần bón lót. Bón lót thì bà con có thể sử dụng phân lân nung chảy, có thể bón khoảng 200kg một hecta. Nhưng mà hiện nay thì có cái tiến bộ kỹ thuật là bón phân đầu trâu mặn phèn. Đó, trong đó là có 20% là canxi, 14% silic, 14% lân và 4% đạm. Nó rất phù hợp cho các vùng đất đồng bằng sông Long và đặc biệt là phù hợp cho những vùng đất như là Tiểu Cần, Trà Vinh. Như vậy bà con có thể bón lót 100kg cho tới 150kg đầu trâu mặn phèn trong hecta trước lúc gieo xạ, giúp cho nó khắc phục được phèn mặn, giúp cho cái lúa nó ra rễ để nhanh tốt. Cái đợt bón thứ hai là 7 tới 10 ngày sau khi gieo xạ thì bà con nên bón cái đầu trâu TA A1. Cái phân đầu trâu TA1 có chứa nhiều đạm, nhiều lân, một ít kali thì bà con có thể bón từ 100 cho tới 150kg một hecta tùy theo đất tốt hay đất xấu, lúa tốt hay lúa xấu. Như vậy là đất Tiểu Cần, Trà Vinh thì đợt 1 bà con có thể bón từ 120 tới 150kg vì đất Tiểu Cần, Trà Vinh thì nó hơi nghèo, đất xám. Bón phân cái đợt thứ hai tức là 20 ngày sau khi gieo xạ đó thì bà con ra đồng quan sát để xem cái trà lúa thì nó phát triển tốt, xấu hoặc trung bình. Nếu cái trà lúa mà nó tốt, xấu, trung bình đó, thì bà con sẽ gia giảm từ 100kg cho tới 150kg đầu trâu TEA1. Bao lúa nó có cái màu xanh đó bà con. Như vậy thì nếu mà lúa tốt thì bón 100kg, lúa vừa vừa thì bón 120kg. Còn cái lúa hơi xấu thì bà con bón 150kg đầu trâu TEA1 cho 1 hecta. Và cái đợt thứ 3 là đợt bón phân đón đồng. Đó, tức là theo cái từ chuyên môn đó là đợt thứ 3 đó, tại vì không kể bón lót. Nhưng mà thực ra là đây là cái đợt thứ 4 rồi, thì bà con bón theo kỹ thuật không ngày không số. Đó, có 3 cái yếu tố quan trọng nhất là bón khi nào lúa có tim đèn, tức là nó sẽ đạt yêu cầu là chuyển hóa đồng. Do đó là bà con chúng ta phải thăm đồng thường xuyên, quan sát cái ruộng lúa nó chuyển sang màu, từ cái màu xanh chuyển sang màu vàng lợt, rồi chuyển sang màu vàng, thì lúc đó bà con bóp, thấy là nó tức là cái đồng nó no đó, nó to đó, và tét ra thấy có bùi nhùi lúa ra từ 1 tới 3mm thì sẽ bón phân. Đó. Và tại sao là 1mm, tại sao là 3mm thì thưa bà con, nếu mà cái đồng nó 1mm mà lúa còn xanh thì bà con phải chờ thêm vài hôm cho tới khi cái đồng nó dài 3mm, lúc đó mình sẽ bón. Đó, cái tim đèn nó dài 3mm. Và bà con sẽ bón là đầu trâu TA2, tức là cái phân bình điền, đầu trâu chuyên dùng cho bón đón đồng, bón từ 100kg cho tới 150kg một hecta. Nếu mà lúa tốt thì bón 100kg, còn nếu lúa trung bình bón 120kg, lúa nó hơi xấu xấu chút thì bón 150kg. Là tất cả đợt bón phân đó là cơ bản, và còn cái đợt cuối cùng là lúc cong trái me, gọi là bón rước hạt. Lúc đó nếu ba cái lá trên cùng mà nó còn thiếu phân, tức là nó hơi vàng, thì cho phép nông dân có thể rước hạt bón đầu trâu TA2 khoảng chừng 3kg cho tới 5kg một cong. Thì nó sẽ giúp tăng cường dinh dưỡng, giữ cái ba cái lá đồng trên cùng xanh bền, xanh chắc, xanh lâu, và nó giàu gạo tốt và nó năng suất tăng lên là khoảng 200 cho tới 500kg một hecta. Chúc bà con bón phân là các đợt một cách khoa học, hiệu quả và thành công. Bón phân cho cây lúa mấy lần trong vụ là hợp lý. Trong điều kiện biến đổi khí hậu, đất đồng bằng sông Cửu Long nên bón phân 4 lần một vụ lúa. Lần 1 bón lót, bón phân bón đầu trâu mặn phèn, lượng bón 100 đến 150kg trên 1 hecta. Lần 2 từ 7 đến 10 ngày sau khi gieo xạ, bón phân đầu trâu TA1, lượng bón 100 đến 150kg trên 1 hecta. Lần 3 từ 18 đến 22 ngày, bón phân đầu trâu TA1, lượng bón 100 đến 150kg trên 1 hecta. Lần 4 bón phân đón đồng, bón theo quy luật không ngày, không số theo 3 yếu tố. Chỉ bón khi lúa có tim đèn từ 1 đến 3mm. Nếu đồng 1mm, lúa vẫn còn xanh, phải chờ vài hôm tới khi đồng lúa dài 3mm mới bón.
Bón phân đầu trâu TA2, lượng bón 100-150kg trên 1 hectare, tùy theo lúa tốt hay xấu. Lúc lúa cong trái me, chỉ bón rước hạt khi ba lá lúa trên cùng ngã màu vàng. Bón đầu trâu TA2, lượng bón từ 3-5kg trên 1 cong 1.000m2. Giúp vào gạo tốt, năng suất tăng từ 200-500kg trên 1 hectare. Phân bón đầu trâu, bạn đồng hành của nhà nông.